Theo ghi nhận, Quỳnh Nhai là địa phương có mưa to nhất và gây thiệt hại nặng nhất. Trận mưa kéo dài từ khoảng 1-2 giờ sáng đến gần 8 giờ sáng nay đã khiến nước từ các khe núi đổ về, gây ngập nặng tại trung tâm huyện. Trước tình trạng ngập lụt xảy ra, từ sáng sớm, chính quyền huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát tình hình thiệt hại ở tất cả các xã trên địa bàn. Bước đầu ghi nhận, thiệt hại nặng nhất là tại trung tâm huyện Lỵ ở Mường Giàng. Trong đó, xóm 4 bị ngập nặng nhất do là vị trí trũng thấp, các cửa cống thoát nước lại nhỏ. Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai cho biết, trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã được huyện huy động để khắc phục. Ngoài Quỳnh Nhai, mưa lớn cũng xảy ra tại các xã Triềng Cang, Triềng Khương, huyện Sông Mã. Bước đầu ghi nhận có 3 con trâu của người dân bị nước lũ cuốn trôi. Tại thành phố Sơn La, mưa lớn trong đêm cũng khiến bùn đất chảy tràn ra mặt đường trên nhiều tuyến phố. Trong sáng nay, các lực lượng quản lý đô thị đã hỗ trợ người dân triển khai công tác khắc phục.